Khoảnh khắc LeBron James nâng cúp cùng đồng đội trên thánh địa Oracle Arena, tại đây như chia ra hai thái cực. Cleveland Cavaliers chiếm trọn ánh đèn sân khấu, còn Golden State Warriors như lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình. Nhưng thể thao mà, thắng làm vua thì thua làm giặc, đó là lẽ tất yếu. Về lý mà nói, cú sẩy chân chung kết năm ấy không khiến Curry bớt đi sự xuất sắc. Mùa giải 2015-2016 là một mùa giải thăng hoa nhất của Curry. Anh giúp Warriors xua đổ kỷ lục 72-10 đã tồn tại 20 năm của Chicago Bulls kỷ nguyên Michael Jordan. Thiết lập vô số kỷ lục ném 3 trên toàn cõi NBA, hoàn thành cú lộn ngược dòng kỳ diệu 3-1 tại chung kết miền Tây. Và cuối cùng là danh hiệu Unanimous MVP, điều chưa từng ai làm được trong lịch sử. Nhưng mọi kỷ lục cá nhân ấy hóa vô nghĩa nếu chẳng có cúp vàng. Curry đã thật sự gục ngã trước ngôi vương. Thất bại tại kỳ chung kết năm ấy không những để lại vết sẹo trong lòng toàn thể thành phố vùng vịnh mà còn là cho Curry. Hình ảnh Curry lủi thủi bước về phòng thay đồ thật sự đáng buồn và thất bại khi dẫn trước 3-1 là thất bại đáng quên trong bản CV của anh. Chia sẻ sau game 7, Curry phát biểu: "Một cảm giác không thể tệ hơn, nhưng khi mọi chuyện đã an bài, chúng tôi muốn giữ kỷ niệm buồn này để tiếp thêm năng lượng, bởi vì chúng tôi sẽ ở cạnh nhau như một đội bóng, và bởi vì đây không phải là lần cuối cùng chúng tôi đặt chân đến chung kết tổng." Có lẽ Curry đã biết về động thái sau đó của giới thượng tầng câu lạc bộ nên anh mới phát biểu đầy tự tin như vậy. Hai tuần sau, một quả bom tấn được thả xuống NBA, quả bom ấy mang tên Kevin Durant. Đội chủ sân Oracle Arena chiêu mộ thành công ngôi sao 28 tuổi từ Oklahoma City Thunder. Một siêu đội hình lập kỷ lục 73-9 lại kết nạp thêm một cây ghi điểm thuộc top đầu của giải đấu tỷ đô này. Tôi xin được mượn lời của rapper Wowy để nói về đội hình này. Bất kỳ đội nào đi nữa, nếu như có nhân vật này thì đội đó giống như là con cọp có thêm hai cái cánh. Có thể nói sự xuất hiện của Kevin Durant là mảnh ghép hoàn hảo để Golden State Warriors lấy lại sức mạnh vô địch. Đây được xem là đội hình gần như là mạnh nhất trong lịch sử. Bạn hãy liệt kê xem, kể từ khi NBA lần đầu được tổ chức vào năm 1946, có bao nhiêu đội bóng sở hữu 5 cầu thủ đạt đẳng cấp All-Star có thể ra sân cùng lúc như Golden State Warriors. Vô cùng nhiều ý kiến cho rằng, vậy với đội hình có quá nhiều ngôi sao như vậy, Stephen Curry liệu có còn ở vị trí ngôi sao số 1? Liệu Durant có thay thế anh và trở thành gương mặt đại diện của các chiến binh vùng vịnh? Và quan trọng hơn cả, liệu sẽ có tình trạng dẫm chân nhau khi người ta đã quá quen với hình ảnh Durant đánh độc diễn? Lối thi đấu tập thể của Steve Kerr có còn phù hợp? Ông muốn phát huy tối đa bài chạy pick and roll để cầu thủ như Stephen Curry hay là Klay Thompson có thể tấn công thoải mái hơn. Bên cạnh đó, Kerr còn tích cực cho Kevin Durant thực hiện di chuyển không bóng nhiều hơn để có khoảng trống từ những pha chắn người của đồng đội thay vì cố gắng tự đánh ISO làm tiêu hao thể lực. Trung bình mỗi trận, các chiến binh vùng vịnh ghi được 116 điểm, hiệu suất đạt 49,5% cùng 30,4 pha kiến tạo. Những thông số dẫn đầu bảng xếp hạng NBA. Để đạt thành tích như vậy cần kể đến sự hy sinh của những ngôi sao trong đội hình của Golden State Warriors, nhất là bộ đôi The Blood Brothers, Curry và Thompson. Cả hai đã chấp nhận nhường ánh đèn sân khấu để Kevin Durant có thể chia lửa trên hàng công. Có thể thấy số điểm ghi được của hai xạ thủ này đã giảm đi rõ rệt so với mùa giải trước. Nhưng với riêng Curry mà nói, anh vẫn luôn biết cách khiến mọi người phải nhớ tới mình. Mùa giải 2016-2017 chứng kiến một bữa tiệc kỷ lục của bếp trưởng Curry. Anh vẫn xô đổ các kỷ lục về ném 3 như mọi năm. Tuy vậy, vào ngày 4 tháng 11 năm 2016, Curry bỗng tịt ngòi trước LA Lakers. 0 trên 10 tình huống ném xa là hiệu suất vô cùng đáng buồn với một xạ thủ đẳng cấp như anh. Xuyên suốt 157 trận từ 11 tháng 11 năm 2014, Stephen Curry luôn có ít nhất một quả 3 điểm, dù cho trận đấu ấy anh có thi đấu tệ đến mức nào. Nhưng mọi việc lại đâu vào đấy, anh ngay lập tức chứng minh màn trình diễn ném gạch ấy chỉ là một tai nạn. Chỉ 3 ngày sau, anh lập kỷ lục 13 quả 3 điểm, nhiều nhất trong một trận đấu của NBA, xóa một kỷ lục buồn bằng một kỷ lục khác xứng đáng điểm 10. Curry quả là rất khác biệt ở giải đấu tỷ đô này. Mùa giải năm ấy, đội bóng vùng vịnh đã không thể tái hiện lại thành tích lịch sử 73-9, bởi họ có lẽ nhận ra rằng dù kết quả của mùa giải thường niên có tốt thế nào mà không có cúp vàng thì tất cả sẽ hóa vô nghĩa. Nhưng 67 trận thắng và 15 trận thua để tạo ra khoảng cách giữa Golden State Warriors và phần còn lại của NBA rồi. Vào đến vòng đấu loại trực tiếp, các chiến binh vùng vịnh nhanh chóng thị uy sức mạnh của mình bằng những cuộc càn lướt không khoan nhượng. Họ hất cẳng Portland Trail Blazers ở vòng 1, hạ bệ gọn lẹ Utah Jazz ở bán kết và tiễn đưa San Antonio Spurs ra khỏi cuộc chơi tại chung kết miền Tây. Và đến lúc này, sự bá đạo của đội hình này mới được thể hiện rõ khi kết quả dành cho 3 loạt đấu này là 4-0 chóng vánh. Đây cũng là 12 trận bất bại duy nhất của NBA Playoff.
là do các đội quá yếu hay sức mạnh của các chiến binh đã bỏ xa phần còn lại. Có lẽ vế thứ hai sẽ là lời giải hợp lý hơn. Càng về cuối mùa giải, sự ăn ý của bộ đôi Stephen Curry và Kevin Durant càng được tăng cao. Dù có là hơi phũ phàng với Klay Thompson, nhưng phải thành thật rằng duo này thậm chí còn đáng sợ hơn Spurs Blazers. Một bên là tay ba điểm đã có chỗ đứng trong hàng ngũ của những tay thiện xạ xuất sắc nhất mọi thời đại. Một bên là một tiền phong cao 7 feet sở hữu tốc độ và sự linh hoạt để tấn công ở mọi vị trí. Và khối cơ bắp mỏng cơm kia hoàn toàn có thể đột phá vào khu hình thang và giáng lên đầu đối thủ những cú úp rổ sấm sét. Họ là những tay ghi điểm hàng đầu. Và điều quan trọng là cả hai đều không quá cao ngạo về bản thân, mà thay vào đó là có cái nhìn khiêm tốn về mình để cùng nhau phấn đấu. Chia sẻ qua một cuộc phỏng vấn, Curry nói về suy nghĩ của anh dành cho Durant như sau. Các đối thủ luôn cảm thấy sợ hãi với những gì mà Durant có thể làm được trên sân, và tôi biết chắc chắn cậu ấy sẽ nói về tôi những điều tương tự. Đó là thành công vô cùng lớn, chúng tôi tương trợ lẫn nhau và tìm kiếm sự vĩ đại một ngày. Khi bạn nhìn thấy sự xuất sắc ấy mỗi ngày, bạn không còn lựa chọn khác ngoài việc cố gắng tiến đến đẳng cấp ấy. Golden State Warrior vốn đã mạnh, bộ đôi này ngày càng ăn ý, càng khiến họ khó ngăn cản hơn. Các chiến binh dần trở thành kẻ phản diện trong mắt toàn thể NBA. Họ là kẻ phản diện vì đã làm mất cân bằng giải đấu, vì họ có kẻ phản bội Kevin Durant và vì họ quá mạnh với phần còn lại. Người hâm mộ giải đấu tỷ đô khao khát một anh hùng phá đi cái sự thống trị này, và còn ai phù hợp với vai người hùng hơn Cleveland Cavalier của nhà vua LeBron James. Nhà đương kim vô địch cũng thể hiện phong độ rất ấn tượng khi dễ dàng vượt qua những đối thủ sừng sỏ như Indiana Pacers, Toronto Raptors và Boston Celtics để đến với loạt chung kết toàn NBA. Với những con người đã làm nên chiến tích năm ngoái, Kyrie Irving, Kevin Love, Rhea Smith và tất nhiên King James, người hâm mộ tại Ohio có quyền hy vọng chiếc cúp Larry O'Brien sẽ được giữ lại tại quê nhà. Tuy vậy, đời đâu như là mơ, Warrior nhanh chóng dẫn 3-0 sau những chiến thắng cách biệt tại 3 game đầu tiên. Cavalier níu kéo hy vọng sau khi thắng tại game 4 và người hâm mộ đã nghĩ đến cuộc lội ngược dòng vĩ đại mùa giải trước. Sẩy chân một lần là quá đủ, Warrior đã không còn vui tính như một năm trước nữa với nhân tố mang tên Kevin Durant. Đội bóng vùng vịnh đã nhấn chìm Cavalier tại game đấu thứ 5, đập tan giấc mơ vô địch lần thứ 2 liên tiếp của đối thủ. Bất lực có lẽ là từ thích hợp nhất cho tình thế của các kỵ sĩ đoàn. Dẫu trò LeBron James vẫn xuất sắc với trung bình 33,6 điểm cùng 12 rebound và 10 kiến tạo tại loạt trận chung kết. Thế nhưng bấy nhiêu không là gì với 35,2 điểm, 8,2 rebound và 5,4 kiến tạo của Kevin Durant, góp công lớn đưa cúp vàng về lại thành phố San Francisco sau một năm rời xa. Anh đồng thời cũng nhận được danh hiệu Final MVP. Ngày 25 tháng 7 năm 2017, Stephen Curry chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng thời hạn 5 năm trị giá 201 triệu đô. Phần nào đó kéo dài thêm thời gian thống trị giải bóng rổ này. Thật vậy, mùa giải 2017-2018, Warrior vẫn như một cơn bão cuốn phăng bất kỳ đối thủ nào cản đường. Dẫu rằng họ kết thúc mùa thường niên với vị trí số 2 thay vì số 1 như thường lệ, với thành tích 58 chiến thắng và 24 thua. Bước vào playoff, họ cũng nhanh chóng vượt qua San Antonio Spurs tại vòng 1 và New Orleans Pelicans ở vòng 2 cùng với tỷ số 4-1. Curry dù gặp chấn thương nghỉ 6 tuần và chỉ trở lại ở giai đoạn sau playoff, nhưng anh cũng nhanh chóng bắt nhịp và đưa các chiến binh đến với chung kết miền. Ở chung kết miền, họ đã đụng độ với một thử thách khó nhằn mang tên Houston Rockets. Đại diện bang Texas đã khiến nhà đương kim vô địch phải toát mồ hôi thật sự. Rockets với sự xuất sắc của James Harden cùng tài chỉ huy của Chris Paul đã đưa Rockets vượt lên dẫn 3-2 sau 5 game đấu. Toàn NBA đã hy vọng vào Warrior bị lật đổ. Nhưng rốt cục, mọi thứ chỉ gói gọn trong chữ hy vọng và giá như Chris Paul gặp chấn thương gần khỏe. Mọi thứ lại đi về đúng quỹ đạo vốn có của nó. Klay Thompson của game 6 vẫn là thứ gì đó quá khác biệt khi ghi được 35 điểm, trong đó có 9 cú ném 3 thành công. Còn tại game 7 là màn tỏa sáng của Curry với một double-double 27 điểm cùng 10 kiến tạo, đồng thời đưa Golden State Warriors tới loạt trận chung kết toàn NBA lần thứ 4 liên tiếp. Một lần nữa họ gặp Cleveland Cavaliers, một Cleveland gặp nhiều xáo trộn về đội hình và thiếu đi Kyrie Irving có khiến nhiệm vụ của các chiến binh dễ dàng hơn. Câu trả lời là có, và nó còn dễ dàng hơn rất nhiều. Những chàng lính ngự lâm vùng Ohio đã thất thủ hoàn toàn sau khi thua liền cả 4 game đấu chóng vánh. Chức vô địch thứ 3 trong vòng 4 năm và là lần thứ 2 liên tiếp kể từ khi chiêu mộ Kevin Durant. Nhiều ý kiến cho rằng Curry xứng đáng với chức cúp Final MVP. Nhận định này hoàn toàn có cơ sở bởi 3 trên 4 game đấu, anh rực cháy như một ngọn đuốc với lần lượt 29, 33 và 37 điểm trong game 1, 2 và 4. Nhưng đáp lại, anh chỉ khiêm tốn mà nói rằng, sau tất cả, tôi không để chiếc cúp MVP ấy định nghĩa sự nghiệp của mình. Với 3 chiếc cúp vô địch, bất cứ khi nào có cuộc tranh luận, chỉ cần đặt 3 chiếc cúp ấy vào thì tôi chính là người 3 lần vô địch NBA. Curry vẫn như vậy, cao ngạo trong phong cách thi đấu, trong cách ăn mừng, nhưng luôn đặt thành công chung lên trên tất cả. Golden State Warrior đã vô địch trong 2 năm liên tiếp.
Durant vẫn còn một năm hợp đồng, Curry, Clay, Green vẫn còn đó. Đế chế cầu cùng vàng hoàn toàn đủ khả năng để oanh tạc NBA thêm một năm nữa và rồi kết thúc thập niên 2010 như một tập thể thành công bậc nhất NBA. Mọi chuyện chắc chắn đã diễn ra theo chiều hướng như vậy nếu sự kiện ấy không xảy ra. Cụ thể thế nào thì hãy luôn theo dõi kênh bình luận viên Anh Quân Bóng Rổ để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn của series Curry nhé. Xin chào những khán giả của kênh bình luận viên Anh Quân Sport. Cảm ơn các bạn trong suốt quãng thời gian vừa qua đã subscribe, đã view mỗi ngày và comment trên mỗi video của tôi. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ mang đến cho các bạn một thông tin như thế này. Bắt đầu từ ngày hôm nay thì tôi sẽ có một ngôi nhà mới, đó là bình luận viên Anh Quân Bóng Rổ. Và tôi sẽ chuyển tất cả những video bóng rổ sang kênh này. Tại sao mà tôi lại phải thay đổi? Bởi vì là ở trên kênh bình luận viên Anh Quân Sport vào thời điểm này thì tôi không thể tiếp tục làm những video về bóng rổ nữa. Đó là một tiếc nuối rất lớn của bản thân tôi cũng như ekip của mình. Mong là các bạn thông cảm với điều đó và ấn subscribe kênh mới để tiếp tục đồng hành với tôi trên những video bóng rổ ở kênh đó. Và tôi sẽ tiếp tục kể những câu chuyện, tiếp tục làm những thông tin update và tiếp tục thay đổi mình để khiến cho kênh ngày một phát triển hơn. Xin cảm ơn vì điều đó và chúng ta sẽ gặp nhau ở kênh bình luận viên Anh Quân Bóng Rổ.